AFC Champions League, AFC Cup trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Việc có được kết quả hòa một đều trước Sydney FC ở lượt đấu thứ hai vừa qua đã giúp cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có được điểm số đầu tiên tại AFC Champions League năm nay. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng H, Juan Hyundai đã có chiến thắng tối thiểu trước Yokohama. Kết quả này đã đưa đại diện của Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu bảng H với 4 điểm sau hai lượt trận, hơn một điểm so với đội xếp thứ hai là Yokohama. Sydney FC xếp thứ 3 với 2 điểm, còn Hoàng Anh Gia Lai xếp chót bảng với 1 điểm có được. Nói về trận đấu sắp tới với Joan Book Huyền Đài, huấn luyện viên Kia Tia cho rằng Ngày mai sẽ là một trận đấu khó khăn vì tôi nghĩ Joan Book là đội mạnh nhất bảng. Tôi cho rằng việc được thi đấu với đội bóng hàng đầu K-League là điều rất tự hào và các cầu thủ của tôi cũng rất hào hứng. Trong một bảng đấu khó như thế này, các đội bóng đều là những đội bóng hàng đầu châu lục. Trình độ thì không tranh lệch nhiều. Joan Book là đội mạnh và Hoa Anh Gia Lai sẽ thi đấu với tinh thần học hỏi, cố gắng chuẩn bị làm sao để các cầu thủ có tinh thần tốt nhất. Trước việc đối thủ vốn mạnh, nên lại có thể bổ sung thêm các trụ cột cho trận đấu sắp tới sau khi đã hồi phục Covid-19. Huấn luyện viên Kia Thiếu Sắc chia sẻ. Tôi nghĩ cả bốn đội bóng đều có sự chuẩn bị để xoay tua nhân sự khi tham dự AFC Champions League năm nay. Điều này không có gì mới. Nhưng tất nhiên, Hoa Anh Gia Lai cũng có phần bất lợi khi phải đối đầu với đội hình mạnh nhất của John Book. Hoà Anh gia lai tham dự giải đấu này với nguyện vọng của bầu Đức là muốn có cầu thủ thi đấu ở nước ngoài qua đây có thể nâng tầm bóng đá Việt Nam nhưng muốn giới thiệu được tên tuổi của mình thì các cầu thủ phải đá AFC Champions League đã năm ngoái Văn Toàn có ước mơ được đá AFC Champions League nhiều cầu thủ khác của hòa Anh gia lai cũng vậy và bây giờ ước mơ đó đã trở thành sự thật cũng trong buổi họp báo trước trận đấu với Hà Anh gia lai vào sáng nay huấn luyện viên Kim Sang Sik đã gây chú ý khi cho rằng tiền đạo Văn Toàn hoàn toàn có thể thi đấu ở K-League. Tôi nhận thấy nhiều cầu thủ Việt Nam có đủ khả năng để chơi bóng ở K-League và các giải đấu khác ở châu Á. Tôi chú ý nhiều các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là Hoa Anh Gia Lai. Hiện tôi thấy Văn Toàn đủ sức thi đấu ở K-League. Điều này cũng là kết quả cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có nhiều cầu thủ Hoa Anh Gia Lai và đã thi đấu nhiều ở các giải đấu lớn trong thời gian vừa qua. Đây là điều rất quan trọng cho sự tiến bộ của họ. Một điều quan trọng nữa là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu rất tự tin, và chúng tôi phải đặc biệt chú ý đến điều đó. Nói về trận đấu tiếp theo với Hoàng Anh Gia Lai, ông cũng cho biết thêm. Sau trận đấu với Yokohama, đội bóng của chúng tôi đang có lợi thế nhất định trong cuộc đua giành vé đi tiếp của bảng đấu. Julian Book muốn duy trì lợi thế này, bởi trận đấu sắp tới với Hoàng Anh Gia Lai có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình để có được kết quả tốt nhất thực sự thời gian vừa rồi đội bóng của tôi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid. tuy nhiên may mắn là nhiều trụ cột đã âm tính trước khi sang Việt Nam. điều kiện thời tiết ở đây thực sự là thử thách với chúng tôi. nhưng truyền bút đã cố gắng thích nghi để hướng tới mục tiêu của mình. về phần mình, tiền đạo Văn Toàn cho biết mình cũng rất vui khi được huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá có thể chơi ở K League. tôi xem đó là một lời động viên. còn sự thật thì thời gian vừa rồi tôi vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất của bản thân. tôi đang cố gắng để lấy lại thể trạng. Cảm giác thi đấu tốt nhất trong những trận đấu sắp tới. Năm nay cũng là năm cuối hợp đồng của tôi với câu lạc bộ Hoa Anh-Gia Lai, nhưng vẫn chưa có kế hoạch cho tương lai. Hiện tại, tôi đang tập trung cho Hoa Anh-Gia Lai, và điều gì tới sẽ tới thôi. John Book Hyundai Motors đang sở hữu hệ thống phòng ngự rất vững chắc khi chưa để lọt lưới bàn nào, nên sẽ không dễ để có những cơ hội ăn bàn 10-10 như hai trận vừa qua cho thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak. Và nếu không biết trách chiều cơ hội, Hoa Anh-Gia Lai có thể sẽ phải trả giá đắt trận đấu hấp dẫn giữa Hòa Anh Gia Lai và Duyên Huyền Đài sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 4 trên sân vận động thống nhất và được trực tiếp trên FPT Play. AFC Champions League, AFC Cup trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.